một tuổi đó, thì bệnh nhân này đi vào thì với triệu chứng là sốt hết tiêu hóa, tức là nôn máu và đi ngoài phân đen. Em được 7 ngày trước thì ơi cô ơi, cô có thể quay ngang điện thoại được không ạ? Xem màn ngang hình à, nó có to hơn được tí không? nó có to hơn không, có to hơn To hơn đấy ạ. không? Ok Nhưng đi nhé. nhưng mà hình như nó lại không hết màn hình. Ừ đúng rồi, nó không hết màn hình, Cô nghe thu đau nhỏ khổ. lại, lấy tay thu nhỏ lại vẫn được. Thu nhỏ Ừ. lại. Được rồi, tóm lại chúng ta có một bệnh nhân 51 tuổi, nôn máu đi ngoài phân đen vào viện này. 7 ngày trước thì xuất hiện nôn máu và đi ngoài phân đen, đã điều trị ở bệnh viện tuyến dưới rồi. Hiện tại thì bệnh nhân này của chúng ta đã đi ngoài phân vàng rồi này, không có nôn máu gì nữa. Bệnh nhân này thì vẫn còn chướng bụng và phù nhẹ hai chi dưới, cho nên là bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhá. Đó, đấy là điểm 1 này. Tiền sử thì bệnh nhân này của chúng ta là một bệnh nhân xơ gan do rượu, đã được chẩn đoán ở tuyến dưới nhưng mà hiện tại thì vẫn uống rượu đều, uống 500 ml một ngày. Tại cái thời điểm khám lúc vào viện ý, thì ghi nhận một số điểm như sau. Thứ nhất là mạch huyết động thì ổn định, mạch 90, huyết áp 110, 70. Nhưng mà bệnh nhân có sốt nhá, 38 độ 3 này, củng mạc vàng nhá, vàng nhẹ thôi. Và có một số cái bao xuất huyết trên da và phù nhẹ hai chi dưới. Khám thì ghi nhận là có dịch ổ bụng này, có tuần hoàn bàng hệ này, gan lách thì không sờ thấy rõ này. Thăm trực tràng tại thời điểm vào viện thì phân vàng. Bệnh nhân này thì khám hô hấp thì thấy có đặc điểm là rì rào phế nang giảm ở đáy phổi trái, nhưng mà không có tiếng gian bất thường và lồng ngực thì vẫn di động theo nhịp thở bình thường, không thấy khó thở. Bây giờ nhá, nào bây giờ dừng lại ở đây, chẩn đoán sơ bộ là gì nào? Học bài xuất huyết tiêu hóa rồi đúng không, thì chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này nghĩ đến gì? Nào để xem nào, có bao nhiêu đồng chí đã ở trong này rồi, có 39 đồng chí đúng không? Xem nào, mà sao cái nhóm này lại 39 đồng chí nhỉ? Ừ. Participants. Số ơi, sao các đồng chí lại tên lại toàn dấu 1 chấm, 2 chấm với 3 chấm, thế này thì gọi phát biểu thế nào đâu? Nào, có ai có ý tưởng gì về bệnh nhân này không các em? Em nói cô Hello. chiếu lại slide được Ồ. không ạ? Cô chiếu Chiếu lại lại slide được không ạ? slide à? Vâng ạ. Chiếu lại slide nhá. Nào, muốn dừng ở slide nào nào? Tóm lại này, một bệnh nhân nam 51 tuổi đi khám ban đầu ở tuyến dưới là vì nôn máu đi ngoài phân đen. Hiện tại thì đã hết nôn máu rồi, đi ngoài phân vàng rồi. Nhưng mà bệnh nhân thấy chướng bụng và thấy phù chi dưới cho nên lên trên này khám. Bây giờ khi mà khám lúc vào viện đi thì ngoài cái việc là chướng bụng này, có phù chi dưới này, có tuần hoàn bàng hệ này, thì phát hiện thêm một cái tình trạng nữa, đấy là có sốt này. Và phổi thì nghe thì thấy có rì rào phế nang giảm một ít ở bên đáy phổi trái này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các em chẩn đoán ở bệnh nhân này, chẩn đoán sơ bộ thì nghĩ đến những cái gì? Em nói cô là như bệnh nhân này thì khả năng em nghĩ là có một cái xơ gan và làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa ấy. Thì nó khả năng là nó sẽ làm nhiều xuất huyết tiêu hóa cũng như là cổ trướng với cả có phù hai chi dưới kèm theo với cả tràn dịch màng phổi ạ. Ừ, bây giờ nhá, khi mà mình chẩn đoán một bệnh nhân nhá, thì mình sẽ phải chẩn đoán là bệnh chính này. Ví dụ như bệnh chính của bệnh nhân này thì là xơ gan. Cái thứ hai là mình phải chẩn đoán thử xem là biến chứng này thì biến chứng là gì. Cái thứ ba nữa là mình chẩn đoán nguyên nhân này, là nguyên nhân của bệnh nhân này thì tại sao lại có cái tình trạng xơ gan, hoặc là tại sao lại cái xuất hiện được tiến triển hoặc là xuất hiện cái biến chứng. Đó, thế thì bây giờ ví dụ như là nếu như em chẩn đoán là xơ gan thì em dựa vào những cái triệu chứng của những cái đặc điểm gì? Nếu em chẩn đoán biến chứng của bệnh nhân này thì em chẩn đoán được là bệnh nhân này có những biến chứng gì, và nếu mà chẩn đoán nguyên nhân đấy thì mình sẽ chẩn đoán là có thể gặp là nguyên nhân gì. Đấy, mình sẽ đi theo ba cái đấy nhá. Cái đầu tiên này, bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán là xơ gan không?
Thưa cô, là bệnh nhân này là đủ tiêu chuẩn để chẩn sơ gan ạ? Ừ, tại sao mình lại nghĩ là bệnh nhân này đủ tiêu chuẩn chẩn đoán xơ gan nhỉ? Em cô, là thứ nhất là về tiền sử thì bệnh nhân này có một yếu tố, một cái tiền sử là bệnh nhân đã được chẩn đoán có yếu tố nguy cơ là rượu. Thứ hai đó là hiện tại về lâm sàng thì bệnh nhân có hội chứng tắc nghẽn mạch cửa và hội chứng suy tế bào gan ạ. Bệnh nhân này thì đúng là có rất nhiều điểm gợi ý, nhưng mà khi mà mình trình bày một bệnh nhân bị xơ gan nhá, thì có lẽ nếu mà mình dựa ngay cái yếu tố đầu tiên ý là yếu tố tiền sử ý, thì nó có không hợp lý lắm. Vì nhiều khi là tiền sử thì cũng chưa biết được là bác sĩ ở các đơn vị khác chẩn đoán có đúng hay không. Đấy, và lần trước bệnh nhân đã điều trị những cái gì rồi. Nếu như bệnh nhân của em mà có giấy tờ ra viện đầy đủ ý, và đã từng được một bệnh viện chẩn đoán là xơ gan ý, thì nó sẽ khác. Thế còn nếu như mà bệnh nhân chỉ đi khám không có giấy tờ gì cả, mà chỉ nói là tôi dựa vào siêu âm hoặc là tôi nghe các bác sĩ nói là có thể tôi bị xơ gan, thì cái chẩn đoán đấy nó không có thật sự là vững chắc đâu. Thì mình phải chẩn đoán từ đầu chứ mình sẽ không dựa vào tiền sử. Cái này thì nó sẽ có mấy thứ mình thấy này, suy tế bào gan thì nó sẽ biểu hiện như thế nào và tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó biểu hiện như thế nào. Thì chẳng hạn như bệnh nhân này của mình suy tế bào gan thì mình có thể thấy rất ngay, thấy rất nhanh là gì, bệnh nhân này có tràn dịch đa màng rồi đúng không, bệnh nhân này có dịch ổ bụng này, bệnh nhân này có phù này, và bệnh nhân này có tràn dịch màng phổi này. Như vậy đây là một cái trường hợp là tràn dịch đa màng, nhiều khả năng là cái gì, albumin máu thấp thì mới gây tràn dịch đa màng. Nhưng mà tràn dịch đa màng như thế này thì ngoài bệnh cảnh của xơ gan thì nó sẽ còn gặp nhiều bệnh cảnh khác nữa, suy tim cũng tràn dịch đa màng đúng không ạ, hội chứng thận hư cũng tràn dịch đa màng. Thế nhưng ít nhất là mình cũng có một chút gợi ý là à, như vậy là có một cái tình trạng như vậy, là có cái tình trạng albumin máu giảm này. Cái thứ hai mình thấy gì, trên mô tả trên da có những cái đám xuất huyết. Nếu mà trên da mà có những cái đám xuất huyết như vậy thì mình sẽ hiểu ngay là gì, hoặc là tiểu cầu hoặc là protombin của bệnh nhân nó thấp thì nó mới xuất hiện cái tình trạng như vậy. Xong rồi da củng mạc lại vàng đúng không ạ, mình biết rồi, nếu mà da hoặc củng mạc vàng thì thường lúc đấy bilirubin trong máu nó phải tăng trên khoảng độ gì, 3 lần so với bình thường, thì mình mới bắt đầu nhìn rõ được như vậy đó. Vậy thì ở bệnh nhân này có rất nhiều yếu tố để mình gợi ý đến là có một cái tình trạng gì, suy giảm chức năng gan, thì đấy là điểm một. Thế bây giờ cái thứ hai là nó liên quan đến câu chuyện là liệu bệnh nhân có tăng áp lực tĩnh mạch cửa không, thì nó cũng có mấy điểm gợi ý này. Đầu tiên là bệnh nhân của mình thấy là gì, có tuần hoàn bàng hệ à, thì đấy là một cái rất gợi ý. Bệnh nhân này thì khám thì lại không sờ được rõ là lách to đúng không ạ, như vậy là cũng không rõ lắm. Bây giờ tiếp tục là bệnh nhân này có cổ trướng, thì cổ trướng nó cũng có thể là một dấu hiệu gợi ý là tăng áp tĩnh mạch cửa và bệnh nhân này có xuất huyết tiêu hóa. Thế nhưng mà gì, xuất huyết tiêu hóa nhưng mà lại gì, không có giấy tờ kèm theo để biết là cái xuất huyết tiêu hóa này là do nguyên nhân gì, là do tăng áp tĩnh mạch cửa, do giãn tĩnh mạch thực quản, do giãn vỡ tĩnh mạch phình vị, hay là bệnh nhân này xuất huyết tiêu hóa là do loét dạ dày tá tràng. Không ai cấm một bệnh nhân xơ gan mà lại kèm theo loét dạ dày hoặc là loét hành tá tràng cả đó. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà với một cái bệnh sử như thế này thì đồng ý là nó có khá nhiều điểm gợi ý nhá, gợi ý cho mình đây là một bệnh nhân gì, một bệnh nhân xơ gan này. Bây giờ mình sang cái vế thứ hai, đấy là gì, tại sao, hoặc là bệnh nhân này có vấn đề gì, hoặc là bệnh nhân này đã có biến chứng gì mà bệnh nhân phải vào viện. Thế thì đầu tiên là mình phải hiểu là các biến chứng của xơ gan thì nó thường sẽ là những, bao gồm những cái biến chứng gì nào. Sơ gan thì thường có biến chứng gì nào? Em nói cô, sơ gan thì có thể có những biến chứng như là hội chứng não gan, hội chứng gan thận, cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa với cả hạ natri máu ạ. Ừ, một số cái đúng và một số cái sai. Bây giờ thế này nhá, cổ trướng thì nó không được tính là biến chứng của xơ gan, bởi vì mình học mình sẽ thấy là gì, cổ trướng nó là một triệu chứng nằm trong gì, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, có đúng không ạ? Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa các em sẽ có mấy thứ này, có gì, có giãn tĩnh mạch thực quản này, có cổ trướng này, có lách to này, có đúng không ạ? Giãn tĩnh mạch cửa này, tuần hoàn bàng hệ này, đấy chính là gì, là cổ trướng à quên, đấy là chính là gì, các dấu hiệu của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thế còn cổ trướng đơn thuần thì không được coi là biến chứng của xơ gan, nhưng mà nhiễm trùng dịch cổ trướng thì là biến chứng của xơ gan nhá. Vậy thì ở đây nói đúng mấy điểm này, xuất huyết tiêu hóa này, não gan này, gan thận này, nhiễm trùng dịch cổ trướng này, rồi thải này đúng không ạ, rồi là gì, bệnh nhân có thể xuất hiện gì, có một cái nữa mình cũng rất hay gặp, đấy là gì, ung thư biểu mô tế bào gan. Thế thì bây giờ ở cái bệnh nhân này
với những cái dấu hiệu như thế này thì bọn em nghĩ là bệnh nhân có những biến chứng gì? Thưa cô, em nghĩ là bệnh nhân có thể có cái nhiễm trùng dịch cổ trướng á. À, có một bạn thì đề xuất nghĩ đến là gì, nhiễm trùng dịch cổ trướng, gì nữa không? Ở bệnh nhân này nhá, mình sẽ thấy có hai thứ nổi bật này. Một là bệnh nhân đến bệnh viện tuyến dưới phải vào viện là với một tình trạng là gì? Xuất huyết tiêu hóa. Có đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại là xuất huyết tiêu hóa đã ngừng. Cái trường hợp thứ hai, cái vấn đề thứ hai mà bệnh nhân này có đấy chính là gì? Một cái tình trạng gì? Sốt. Đúng không ạ? Bệnh nhân đến với chúng ta là sốt 38 độ 3. Đó. Vậy thì ở đây nó nổi bật hai thứ, một là xuất huyết tiêu hóa và hai là có một tình trạng nhiễm trùng. Thế thì mình sẽ tiếp cận như thế nào? Đầu tiên là xuất huyết tiêu hóa. Hôm trước các em học rồi đúng không? Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tỷ lệ tái xuất huyết trong năm đầu tiên 60%. Thậm chí là gì? Mình biết rồi, cái tỷ lệ tái xuất huyết nó sẽ tăng cao nhất chính là trong gì? Trong vòng gì? Một tuần khi nằm viện là tỷ lệ tái xuất huyết cao nhất. Vậy thì như ở bệnh nhân này cũng vẫn chưa thể loại trừ được nguy cơ là gì? Nó có thể tái xuất huyết lại. Như vậy mình vẫn phải đặt ra cái câu chuyện là gì? Khi mà điều trị bệnh nhân này mình vẫn phải dự phòng tái xuất huyết. Đấy. Thế bây giờ đến cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì bây giờ mình phải đặt ra mấy câu hỏi này. Thứ nhất, có phải nhiễm trùng dịch cổ trướng không? Bởi vì đấy là một cái biến chứng mà thường gặp của bệnh nhân xơ gan. Thứ hai, mình phải suy nghĩ đến câu chuyện bệnh nhân này liệu có đường vào ở chỗ khác không? Đường vào ở chỗ khác có nghĩa là gì? Ví dụ này, bệnh nhân có gì? Mình có sợ là một cái viêm phổi trên nền nghiện rượu không? Đúng ạ. Mình có sợ một cái nhiễm trùng tiết niệu trên nền bệnh nhân ở xơ gan không? Mình có sợ là gì? Có một cái vết gì đấy nhiễm trùng ngoài da dẫn đến tình trạng này không? Hoặc là gì? Liệu cái này có phải nhiễm trùng bệnh viện không? Nếu như mà gì bệnh nhân lúc vào viện ở tuyến dưới không có sốt tí nào cả, vào viện chỉ có xuất huyết tiêu hóa thôi. Bây giờ sau vài ngày, bây giờ bệnh nhân lên với mình này, mà bệnh nhân lại xuất hiện là gì? Xuất hiện sốt. Vậy thì mình phải đặt ra là gì? Liệu cái này có phải là nhiễm trùng bệnh viện không? Cho dù đường vào nó có là gì đi chăng nữa nhá. Thế bây giờ với câu hỏi đầu tiên là nhiễm trùng dịch cổ trướng. Vậy thì nhiễm trùng dịch cổ trướng nó sẽ có những cái yếu tố nguy cơ nào dẫn đến nhiễm trùng dịch cổ trướng, hoặc là nó có dấu hiệu gợi ý nào trên lâm sàng để mình nghĩ rằng cái trường hợp này là nhiễm trùng dịch cổ trướng? Thưa cô, nhiễm trùng dịch cổ trướng thì theo em thì các cái dấu hiệu mà nghĩ đến nó là đầu tiên là bệnh nhân có biểu hiện của sốt ạ. Thứ hai nữa là bệnh nhân này thì em thấy là có yếu tố nguy cơ đó là bệnh nhân đã từng bị xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra thì một số các cái yếu tố khác mà mình cần phải tìm thêm, ví dụ như bệnh nhân có bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hay là bị trướng bụng hay là tiêu chảy hay nôn hay không ạ? Thì em chưa thấy mô tả ở trong bệnh án hay sao không? Đối với bệnh nhân mà nhiễm trùng dịch cổ trướng ý, thì thường ý, nó sẽ có mấy thứ. Thứ nhất là thường là bệnh nhân sẽ có đau bụng và rối loạn tiêu hóa, thì cái đấy nó là cái rất là thường gặp. Xuất huyết tiêu hóa chính là một trong những cái đặc điểm mà gọi là yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến nhiễm trùng dịch cổ trướng. Thế bây giờ bệnh nhân này thì hiện tại không có rối loạn tiêu hóa gì cả, đi ngoài phân vàng một lần một ngày bình thường, cho nên là thật ra nó cũng nó là một cái phải loại trừ, nó là một trong những yếu tố đầu tiên phải loại trừ, nhưng mà mình chưa chắc là cái này mình đã đổ hẳn cho là nhiễm trùng dịch cổ trướng được. Thế bây giờ như vừa nói đấy, mình sẽ có mấy thứ mình vẫn phải xem. Mình phải xem phổi đúng không? Xem nhiễm trùng nào không? Bây giờ tiếp tục nhá. Thế thì như vậy là bây giờ sao? Mình sẽ đặt cái chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này là gì đã nào? Chẩn đoán sơ bộ. Sau khi gợi ý như thế rồi thì mình có chẩn đoán sơ bộ gì không? Em nói cô có thể chẩn đoán sơ bộ là theo dõi sơ gan biến chứng tràn dịch đa màng và hư tiêu hóa. Có đúng không? Suy nghĩ lại xem nào. Thứ nhất là tràn dịch đa màng này có thật sự là biến chứng của xơ gan không? Hay nó chỉ là một biểu hiện của xơ gan thôi đúng không ạ? Tại vì albumin máu thấp thì tràn dịch đa màng thôi. Nhưng cái câu chuyện đặt ra là
vừa mới nói đấy, cái chẩn đoán của em nó không bao hàm, nó chưa bao hàm được hết tất cả các cái triệu chứng của bệnh nhân này. Nào. Còn bạn nào có ý kiến gì khác không? Thưa em, theo em thì có thể đặt chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là theo dõi nhiễm trùng dịch cổ trướng, tràn dịch màng phổi trái, xuất huyết tiêu hóa do xuất huyết tiêu hóa về sơ gan ạ. Trên nền sơ gan ạ. Như vậy là có một bạn khác thì chẩn đoán có vẻ sát hơn một chút nhờ. Tức là bạn ấy chẩn đoán sát hơn là theo dõi một cái nhiễm trùng dịch cổ trướng này, xuất huyết tiêu hóa này, rồi tràn dịch màng phổi này, trái trên bệnh nhân sơ gan. Ok, có ai có ý kiến gì khác không? Em đâu có thể share slide được không ạ? Tại bọn em không nhìn thấy slide nên là không theo dõi đủ cái triệu chứng của bệnh nhân đấy ạ. Share slide à? Đây là bằng điện thoại nên là nó rất là khó khó giải quyết. Có nhìn thấy không? Chưa chưa Một nhìn tí thấy nó ạ. lại thế à? Một tí nó lại bị tắt, một tí nó lại bị tắt đấy. Tí nhé. À, bây giờ lại vào được bằng bằng máy lại rồi này. Ôi trời ơi, phát rồi. Thôi được rồi. Đợi tí nha. Thế thì lại phát từ bên này ra. Alo, có nghe được không nhỉ? Alo, các đồng chí có nghe được không? Cô tắt một máy đúng không ạ? Không thì nó bị vang. Ok, bây giờ lại vào được bằng máy bình thường rồi đây này. Các em có nghe được không? Có. À, trời, mừng quá. Nào bây giờ nhá, để đi tìm cái slide bệnh án để xem. Nhìn thấy màn hình không nhỉ? Thấy rõ rồi cô ạ. Rồi ok. Xong rồi vật lộn thì chúng ta cũng đã nhìn được cái bệnh án. Nếu mà cho những bạn mà vẫn còn chưa 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 nhớ lại được bệnh nhân này như thế nào nhá. 51 tuổi này, nôn máu đi ngoài phân đen, đã vào bệnh viện tuyến dưới rồi, đã điều trị ở bệnh viện tuyến dưới rồi. Hiện tại phân vàng, bụng trướng, phù nhẹ nên là bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học Y. Không mang giấy tờ gì kèm theo, chỉ nhớ lại được là bệnh sử là như vậy. Tiền sử thì là sơ gan rượu, hiện tại vẫn sử dụng rượu thường xuyên, đúng không ạ? Huyết động của bệnh nhân này thì ổn định, tuy nhiên là bệnh nhân có sốt 38 độ 3, da củng mạc vàng, có xuất huyết dưới da, có phù hai chân. Bệnh nhân này thì có tuần hoàn bàng hệ, gan lách thì không to, thăm trực tràng thì phân vàng và hiện tại thì ghi nhận là có tràn dịch màng phổi bên trái. Chúng ta đang dừng lại ở bước đầu tiên đúng không? Đấy là chẩn đoán sơ bộ. Thì có một bạn đã chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là theo dõi nhiễm trùng dịch cổ trướng này, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa này trên bệnh nhân sơ gan.
Tạm thời chúng ta sẽ dừng lại ở cái chẩn đoán sơ bộ là như vậy và đồng ý với cái chẩn đoán sơ bộ như thế này, bởi vì nó cũng bao hàm được khá nhiều cái đặc điểm của bệnh nhân. Thế tiếp theo nữa là câu hỏi tiếp theo dành cho các em là: vậy thì với bệnh nhân này các em sẽ thăm dò gì tiếp theo? Mình sẽ chỉ định các cái thăm dò hoặc các cái xét nghiệm gì? Có nghe được không? Em thưa cô. Vâng, về cận lâm sàng thì thứ nhất đối với cái xuất huyết tiêu hóa thì em sẽ chỉ định cho bệnh nhân làm công thức máu. Bây giờ bệnh nhân không xuất huyết nữa thì mình có cho làm nội soi không cô? Thì đây, bây giờ chúng mình phải quyết định thôi nhỉ? Chắc là có đấy ạ. Tức là bây giờ một bạn thăm dò xuất huyết tiêu hóa là sẽ cho làm công thức máu này, nội soi này, rồi tiếp theo nào? Còn cái xơ gan của bệnh nhân thì em sẽ cho làm siêu âm ổ bụng. Siêu âm bụng, rồi. Gì nữa không? Có làm hóa sinh, đấy là làm thêm protein albumin. Em làm thêm cái đông máu. Hóa sinh có làm thêm cả cái bilirubin nữa. Rồi thôi, kể xong chưa nào? Thì để chúng mình bắt đầu làm thêm cái AST, ALT và CGT ạ. Làm thêm, rồi. Gì nữa không nào? Em chỉ có thế thôi ạ. Nào, có bạn nào có ý tưởng gì khác không? Alo ạ. Thưa cô là vì cái nhiễm trùng dịch cổ trướng và cái đang theo dõi cái tràn dịch màng phổi thì em cho bệnh nhân làm một cái X-quang ngực thẳng đó. X-quang ngực thẳng để tìm xem là cái tràn dịch như thế nào. Tiếp theo là về cái nhiễm trùng dịch cổ trướng thì như bệnh nhân này lúc khám thì em thấy có mô tả là cổ trướng nhưng không biết là mức độ gì thì em có cho thể là cho chọc dịch cổ trướng để xét nghiệm cái dịch đấy. Thì trong cái xét nghiệm dịch cổ trướng thì em cho bệnh nhân làm hai cái, đó là cái xét nghiệm về tế bào để mình tìm cái bạch cầu đa nhân trung tính và một cái vi sinh là nghiệm soi và cấy vi khuẩn ạ. Rồi. Bạn nào có ý kiến gì nữa không? Như vậy bạn này thì bạn ý làm được thêm một số cái rất là quan trọng đúng không ạ? Tức là vì là bạn đầu tiên thì bạn ý khảo sát tình trạng xuất huyết, còn bạn thứ hai là bạn ý khảo sát tình trạng nhiễm trùng thì bạn ý cho chụp một cái X quang tim phổi này và bạn ý suy nghĩ về câu chuyện là chọc dịch ổ bụng để đánh giá xem là bệnh nhân có nhiễm trùng dịch cổ trướng không. Rồi tiếp nào, còn ai làm gì nữa không? Em thưa cô là ngoài ra thì về cái siêu âm, về cái sơ gan ấy thì có thể chẩn đoán xác định dựa vào siêu âm, hoặc ngoài ra thì có thể chụp phim CT để có thể chẩn đoán phân biệt với một số cái nguyên nhân gây sơ gan khác ngoài rượu ạ. Nào, người ta không chẩn đoán xác định bằng sơ gan nhá. Người ta không chẩn đoán xác định sơ gan bằng siêu âm ổ bụng nhá. Thưa cô là mình có thể làm thêm một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân của sơ gan ấy ạ, nhưng mình làm thêm HBSAg với cả anti-HCC ạ. Em muốn làm thêm sinh hóa máu thì em muốn làm thêm cái CGT ạ. Làm thêm gì? Cái CGT ạ, cái gamma GT. Hồi nay có một bạn nói là bạn ấy muốn làm gamma GT rồi. Và em muốn làm thêm một cái bi lăng kiêm, làm thêm cái CRP ạ. Đồng ý. Còn gì nữa không? Và em cũng muốn làm thêm một cái, đó là bệnh nhân vừa khoái sinh mà ấy chưa làm ure, với cả chưa làm ure creatinine đúng không ạ? Các bạn ấy chưa nói đến chức năng thận ure creatinine, chính xác rồi. Và em muốn làm thêm một cái điện giải nữa. Làm gì? Làm natri ạ, điện giải ạ. Điện giải đồ, rồi. Và em cũng muốn sàng lọc thêm cái những chủng này là từ sàng lọc các ổ, tìm một cái ổ nhiễm trùng nữa, thì em là muốn làm thêm một cái tổng phân tích nước tiểu nữa. Đồng ý rồi, còn gì nữa không? Dạ, hiện tại em nghĩ thế thì mình làm như thế là đủ. Một cái gì khác không? Chúng ta đã liệt kê hết tất cả mọi thứ liên quan đến bệnh nhân này chưa? Em thưa cô ạ.
quên thì chúng ta giống như là nói này, ví dụ này, ở bệnh nhân này thì mình sẽ phải đánh giá cái gì? Thứ nhất là nó sẽ có những cái xét nghiệm để đánh giá về chức năng gan đúng không ạ? Nó sẽ có những cái xét nghiệm để đánh giá mức độ nặng của các biến chứng, nó cũng sẽ có những cái xét nghiệm để tìm nguyên nhân và nó cũng sẽ có những cái xét nghiệm mang tính chất sàng lọc xem liệu có xuất hiện các cái biến chứng khác nữa không? Vậy thì chúng ta có còn quên biến chứng nào nữa không nhỉ? Em cô thấy em thì nên làm một cái đông máu cơ bản nữa. Đông máu cơ bản để làm gì? Cái bệnh nhân có xơ gan thì có thể có các vấn đề về rối loạn đông máu. Thưa cô là làm thêm biến chứng ung thư gan không ạ? Đúng rồi, làm thêm biến FAP ạ. Vâng. chứng gan ăn FFP, chính xác. Rồi, như vậy là các em có thể thấy là các bạn đã nói chung, nhìn chung là tương đối đủ đấy. 4-5 bạn là đã bổ sung cho nhau thì xét nghiệm tương đối là đủ đúng không? Là chúng ta đề xuất làm những cái gì và trên nền những cái đề xuất cơ bản đấy thì nếu như bệnh nhân xuất hiện những cái gì đấy mà nó phức tạp thì mình lại chỉ định sâu tiếp. Ở đây thì cũng chỉ có một số cái nhắc này, tức là rất đúng. Ví dụ như là các em có thể tiếp cận từ câu chuyện là bệnh nhân này vào là vì một cái xuất huyết tiêu hóa, vậy thì tôi muốn đánh giá mức độ nặng của xuất huyết tiêu hóa thì tôi sẽ dựa vào gì? Ở công thức máu này. Rồi tôi sẽ xem thử xem bệnh nhân này lại không mang kết quả nội soi lên mặc dù là đi ngoài phân vàng rồi nhưng mà rõ ràng tôi cần phải đánh giá có tình trạng tắc động tĩnh mạch cửa không và liệu bệnh nhân này có nguy cơ tái phát của xuất huyết tiêu hóa không thì bệnh nhân này sẽ cần phải gì nội soi dạ dày. Tiếp theo nữa thì có một bạn nói đến câu chuyện là có vài bạn nhỉ nói đến câu chuyện nhiễm trùng thì các bạn này sẽ tiếp cận theo hướng là gì chụp X quang phổi này xét nghiệm nước tiểu này chọc dịch ổ bụng này xem thử xem là bạch cầu như thế nào và gửi nuôi cấy dịch ổ bụng. Cái này hoàn toàn đồng ý. Một số bạn thì làm thêm là gì CRP đúng không ạ? Ok. Nhưng mà gì cũng có nói rồi, bệnh nhân này làm sao nhỉ? Mình chưa loại trừ một cái nhiễm khuẩn huyết có đúng không ạ? Bởi vì mình bây giờ mình thấy là gì? À bệnh nhân này mình chưa loại trừ một cái nhiễm trùng bệnh viện chứ, mình chưa loại trừ một cái nhiễm trùng bệnh viện bởi vì rõ ràng là xuất hiện sốt trong cái khoảng thời gian mà sau khi mà bệnh nhân rời khỏi bệnh viện cũ. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân này nó có một số cái nó cũng đặc biệt. Nghĩa là gì? Bệnh nhân này có thể cái ổ nhiễm trùng nó đơn thuần nó là nhiễm trùng dịch ổ bụng nhưng mà bệnh nhân này mặc dù là mình nghe phổi mình không thấy có tổn thương gì về mặt gọi là tổn thương phổi gọi là gan phổi là mình không thấy mà mình chỉ thấy là có cái tràn dịch màng phổi thôi. Tuy nhiên thì chủ yếu lại thấy tràn dịch màng phổi một bên có đúng không ạ? Cho nên là tràn dịch màng phổi nếu như bình thường mà là do albumin máu thấp tràn dịch đa màng thì thường là gì? Thì nó sẽ phải là tràn dịch màng phổi hai bên nhỉ? Thế bây giờ nếu như mà thật sự trên phim chụp X quang phổi mà chỉ có tràn dịch màng phổi một bên thì cái câu chuyện mình phải đặt ra là gì? Thật sự có loại trừ được viêm phổi không? Đấy là câu chuyện thứ nhất. Nếu mà viêm phổi mà lại còn có thêm cả nhiễm trùng dịch ổ bụng như vậy thì mình phải suy nghĩ xem câu chuyện này có phải là nhiễm khuẩn huyết không và mình sẽ phải cấy máu. Thế còn nếu như mà chỉ tràn dịch màng phổi một bên thật sự thì câu chuyện tiếp theo mình phải đặt ra là gì? Là bài toán về lao. Một bệnh nhân gì xơ gan này mà lại là gì ở nghiện rượu chẳng hạn thì cái nguy cơ mà bị lao rất là cao vậy thì lúc đấy mình lại phải nhớ cái câu chuyện là gì đi tìm thử xem có bị lao không tìm lao thì đơn giản nhất là gì alpha FP đờm đúng không ạ alpha FP đờm nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không có đờm nữa đúng không thì mình bây giờ mình thử xem mình có lấy được dịch màng phổi không để mình đi kiểm tra thì đấy là một số cái thứ mà mình phải draft ở trong đầu là như vậy. Thế bệnh nhân này thì có nhắc đến câu chuyện là gì? Biến chứng của xơ gan mình đã liệt kê được từ đầu, các em cũng đã liệt kê được từ đầu. Thế thì khi mà nói đến biến chứng của xơ gan thì nó sẽ bao gồm này, hội chứng não gan, đúng không ạ? Hội chứng não gan thì làm sao mình biết là bệnh nhân có hội chứng não gan? Thì mình sẽ phải khám lâm sàng. Thì cái dấu hiệu sớm nhất của hội chứng não gan là gì? Và nếu bệnh nhân có cái triệu chứng đấy thì mình sẽ đề xuất làm xét nghiệm gì nhá. Thế còn cái thứ hai là gì? Hội chứng gan thận. Bệnh nhân này của mình rất phải chú ý đến hội chứng gan thận bởi vì bệnh nhân này tràn dịch đa màng. Thế thì có một bạn bạn ấy cũng đã đề xuất cái câu chuyện là gì? Làm chức năng thận này và làm gì? Điện giải đồ gì? Máu đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp nếu như mà bệnh nhân bị cổ chứng nhiều ấy, thì mình còn phải làm thêm điện giải đồ niệu nữa để mình xem thử xem là bệnh nhân này có nguy cơ là cổ chứng kháng trị không? Ung thư gan cũng là một trong những cái biến chứng hay gặp thì đối với ung thư gan thì có một bạn bạn ấy cũng đã nói về câu chuyện là làm cái alpha FP đúng không ạ và bệnh nhân này thì cũng đã có bạn đề xuất là siêu âm ổ bụng
Thế thì đối với cái sàng lọc ung thư gan ấy, thì người ta cũng chỉ cần là gì? Sử dụng cái phương pháp sàng lọc đấy là gì? Siêu âm và gì? Alpha FP thôi. Thế bây giờ nhá, mình sẽ xem tiếp xem bệnh nhân này có gì nhá. Em đã nhìn được màn hình chưa? Có nhìn được màn hình không nhỉ? Đã có. Có. Rồi nhá. Thế bây giờ nhá, xét nghiệm này, đây là xét nghiệm máu của bệnh nhân này, thì mình có thể thấy rất nhanh này, hemoglobin giảm đúng không ạ? 94 này, MCV là 92 này, bạch cầu hiện tại là 5,26 này, tiểu cầu của bệnh nhân này là 106 này. Prothrombin là 64% này, điện giải đồ ổn này. Xét nghiệm máu của bệnh nhân này hồi nãy cũng có bạn nói về câu chuyện là loại trừ đúng không? Mình loại trừ xem là có bị nguyên nhân khác hay không. Thì viêm gan B, C là không có này, alpha FP là trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân này thì có được làm một cái chỉ số đấy là procalcitonin đúng không ạ? Procalcitonin thì mình biết rồi, để mình đánh giá cái tình trạng nhiễm khuẩn thì procalcitonin của bệnh nhân này là tăng. Chức năng thận thì vẫn ổn đúng không ạ? Ure creatinine ổn này. Albumin thì có vẻ như là thấp nhưng mà ít thôi. Albumin bình thường 35, albumin này 32 thì vẫn ok. Bin có tăng nhưng mà tăng nhẹ thôi. Bin tăng có 25 thôi, chưa đến gấp 3 lần đâu. Men gan thì AST, ALT bình thường. Có GGT thì tăng cao ở 383. CRP thì lại chỉ tăng nhẹ thôi, 0,5. Bệnh nhân này là mình thấy là gì? Tiểu cầu 106 này, protobin 64 là cũng tương đối ổn. Thì bệnh nhân này có được chọc dịch ổ bụng. Thì dịch ổ bụng ở đây mình thấy ngay là gì? Dịch thấm, đúng không ạ? Protein trong dịch là 9,5 này. Và bệnh nhân này thì sao? Không không có nhiễm trùng dịch cổ trướng. Số lượng bạch cầu ở trong dịch có 0,176 thôi, đúng không ạ? Sao có cảm quan gì không? Như vậy thì mình loại trừ được nhiễm trùng dịch cổ trướng đúng không nhỉ? Điện giải đồ niệu thì cũng không đến nỗi, protein niệu có một chút. Bệnh nhân này thì cũng có bệnh nhân này có vẻ như là có một cái nhiễm trùng đường tiết niệu, nitrit dương tính, bạch cầu ở trong nước tiểu đấy là 500 bạch cầu trên microlit này, đó có protein niệu này. Sao bệnh nhân này thì giống như có nói đấy, tức là bác sĩ cũng nghi ngờ là có thể là có sợ lao không, cho nên là khi vào thì cũng có kiểm tra. Thì bệnh nhân này là AFB nhá, là âm tính này, test cúm này, rồi thậm chí có test đanh xuất huyết cũng âm tính. Siêu âm bụng của bệnh nhân này thì cũng có cái rất là đặc biệt, các em sẽ thấy này. Thứ nhất là hình ảnh của xơ gan, đấy là gì? Nhu mô gan thô và bờ không đều. Tuy nhiên là bệnh nhân này thì lại còn có xuất hiện thêm cái là gì? Có nốt ở trong gan bên hạ phân thủy 3 là bên trái nhé, sát với bao gan thì có nốt là 2 cm đấy, 1,9. Gan phải thì có một nốt tăng âm là 9 mm. Túi mật thì thành dày. Tiếp theo nữa là có lách to. Lách, kích thước lách bình thường là 11 nhé, 11 mm, thì bệnh nhân này kích thước là 13,5 cm đấy. Bệnh nhân này thì có giãn đài bể thận do là gì? Chắc là bệnh nhân này là sẽ có sỏi đấy, nhưng mà có giãn đài bể thận niệu quản phải ở đây thì không nhìn được rõ sỏi. Và có dịch ở bụng, dịch khá là nhiều, chỗ dày nhất là đến 9 cm cơ. Kết luận là gì? Nốt giảm âm rồi tăng âm trong gan này, trên nền xơ gan lách to này, dày thành túi mật này, dịch ở bụng và giãn đài bể thận niệu quản phải. Đấy là để xem còn gì không? À, bệnh nhân này đã chụp X quang phổi nhá. X quang phổi thì cái này có dày tổ chức kẽ đáy phổi hai bên, và cái này có tràn dịch màng phổi ở cả hai bên, góc sườn hoành tú hai bên nhưng mà không nhiều lắm. Bệnh nhân này sau đấy còn được chụp luôn các lớp vi tính ở bụng thì thấy là gì? Có những cái giải mờ sơ hóa thôi nhưng mà
thì dưới hai bên thì cũng có xẹp một chút, và khoang màng phổi thì có dịch cả hai bên nhưng mà dịch tương đối là ít. Nào, đấy là toàn bộ xét nghiệm của bệnh nhân này. Bây giờ với tất cả những cái thông tin này thì các em có còn muốn khảo sát cái gì nữa không? Hoặc là có muốn làm thêm cái gì không? Và liệu có thay đổi chẩn đoán không? Cô, là em muốn làm thêm cái chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có tiêm thuốc cản quang ấy. Ờ, có một bạn đề xuất là chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang rồi. Gì nữa không em? Có bạn nào có đề xuất khác không? Em thưa cô là em muốn làm thêm một cái là ASTL3 ấy ạ. Với cả cái DCT ấy ạ. Tức là muốn làm một cái test sàng lọc ung thư sớm cho ung thư gan đúng không? Dạ vâng. Em thưa cô là em muốn làm thêm một cái CT bụng ạ. CT bụng à? Không, vâng. Bạn thì còn nói là CT có chụp thuốc cản quang rồi đấy. Vâng. Rồi cho em hỏi là cái gãy xương của bệnh nhân đi trước đấy, bệnh nhân là có một cái chấn thương hay va đập gì không ạ? Không, không có chấn thương gì cả, hoặc là bệnh nhân không nhớ. Nhưng mà cái gãy cũ rồi thì cũng không sao. Vâng, em cảm ơn. Em cho cô, cái tình trạng sau xét nghiệm tổng hợp tiết nước tiểu bệnh nhân, em muốn làm thêm một cái cặn mấy cả cấy. Cái gì? Xét nghiệm cặn tế bào niệu mấy cả cấy. À, cấy niệu, cấy nước tiểu cái gì? Vâng. Ok. Em thưa cô là bệnh nhân này mà nếu mà có sốt thì cấy máu luôn ạ. Ừ. Em thưa cô là để mà chẩn đoán phân biệt với cả ung thư gan thì có thể làm thêm một MRI ổ bụng nữa. Thế bây giờ nhá, hôm nay có một bạn ý, đề xuất là làm CT có tiêm thuốc. Bây giờ một bạn lại nói là làm MRI. Thế bây giờ chả nhẽ làm cả hai à? Mình có nên là mình lựa chọn cái nào không? Trong trường hợp nào lựa chọn CT, rồi trong trường hợp nào thì mình sẽ lựa chọn cộng hưởng từ? Thực cô là em nghĩ là ưu tiên thì vẫn lựa chọn CT hơn ạ. Còn nếu mà hình ảnh CT không rõ thì mình có thể làm thêm một MRI. Có ai có ý kiến khác không? Bây giờ nhá, mình sẽ thấy này, tức là nếu mà các em không biết là trong trường hợp nào lựa chọn cái gì thì sau này mình sẽ chỉ định nó rất là, tức là lúc ông thích thì ông chỉ định CT, mà lúc ông thích thì ông chỉ định cộng hưởng từ. Không phải, nó có giá trị khác nhau đấy. Nếu mà nói về độ nhạy với độ đặc hiệu thì cộng hưởng từ tốt hơn nhá. Nếu mà nói về độ nhạy với độ đặc hiệu thì cộng hưởng từ sẽ tốt hơn, và đặc biệt là cộng hưởng từ có thể phát hiện được những cái nốt mà những cái nốt mà có kích thước dưới 1 cm là có thể phát hiện được. Thế thì ở bệnh nhân này ý, nếu mà làm mình ý, thì mình rất khuyến khích là bệnh nhân này mình sẽ gì cho đi chụp cộng hưởng từ. Lý do vì sao? Bởi vì là mình thấy ở trên phim, ở trên kết quả siêu âm ý, là đang có một cái nốt mà chỉ có mỗi 9 mm thôi đúng không ạ?
Thế thì những cái nốt 9mm như vậy, nếu như mà bình thường ra mà trên phim chụp CT ấy, là rất là khó đánh giá. Ở trên chụp cộng hưởng từ ấy, thì mình học mình sẽ biết là gì? Phim chụp CT và cộng hưởng từ đối với ung thư biểu mô tế bào gan ấy, thì cái quan trọng nhất ấy, là nó phải có tiêm thuốc. Bởi vì nếu không tiêm thuốc thì mình sẽ không thể đánh giá được là cái mạch nuôi khối u nó là mạch gì. Đó. Thế thì nếu như các em học bài ung thư gan lý thuyết ấy, hoặc là các em đọc trong sách ấy, các em sẽ thấy là có một cái dấu hiệu điển hình của ung thư biểu mô tế bào gan mà phân biệt được với di căn, hoặc là phân biệt được với u máu, hoặc adenoma, hoặc là các cái khối u tại chỗ khác ở ở gan, đấy chính là dấu hiệu gì? Worst in và worst out. Thế thì cái worst in và worst out như thế nào? Thì nếu mà mình hiểu bản chất mình sẽ không bị nhầm, nếu không là sau mà mình làm test một cái là có khi các thầy cô chỉ cần đổi một tí thôi là mình sẽ đánh test sai ngay. Hoặc là sau này khi mình xem phim bệnh nhân, mình khám bệnh nhân ấy mà mình không hiểu một cái là mình cứ bị nhầm. Worst in có nghĩa là ngấm thuốc nhanh thì động mạch, còn worst out có nghĩa là thải thuốc nhanh thì tĩnh mạch. Thì tại sao lại có chuyện đấy? Thì mình sẽ hiểu là bình thường gan nhá, tế bào gan ấy nó được cấp máu chủ yếu là bởi tĩnh mạch cửa. Đúng không ạ? 75-80% cái tế bào trong gan là được hấp thu, được cấp máu là bởi tĩnh mạch cửa. Thế nhưng mà riêng cái khối u gan ấy, mà khối ung thư biểu mô tế bào gan ấy, thì nó lại được nuôi bởi gì? Bởi động mạch. Khối càng lớn ấy, thì cái lượng máu mà nuôi từ động mạch nó lại càng chủ đạo. Chính vì vậy nên là đối với ung thư biểu mô tế bào gan ấy, ở cái thì mà thì tiêm thuốc ấy, thì trên thực tế đấy chính là thì động mạch. Các em sẽ nhìn thấy là gì? Động mạch chủ sáng quắc lên, đấy chính là động mạch chủ ngấm thuốc. Do tiêm thuốc thì động mạch đó, thì mình thấy là cái khối u nó cũng ngấm thuốc, nó cũng sáng lên. Như vậy thì gì? Cái khối u đó là được cấp máu bởi động mạch chứ không phải bởi tĩnh mạch cửa. Thế còn đến cái thì mà thì tĩnh mạch ý, làm sao mình biết đấy là thì tĩnh mạch? Thì nó có hai thứ. Một là mình không thấy động mạch chủ nó sáng lên nữa. Cái thứ hai là mình thấy bắt đầu hiện hình tĩnh mạch cửa. Vậy thì tức là nó đã sang cái thì tĩnh mạch cửa rồi, thì tĩnh mạch rồi. Thì ở cái thì tĩnh mạch thì cái khối ung thư gan ấy, nó thải thuốc, nó không có bắt thuốc một tí nào cả. Đấy, mà trong khi trong gan thì những cái chỗ nào mà của tĩnh mạch cửa ấy, hoặc là các cái tĩnh mạch lớn trong gan ấy, thì nó lại ngấm thuốc. Thế thì đấy là cái dấu hiệu rất là điển hình của ung thư biểu mô tế bào gan. Dấu hiệu rất điển hình của ung thư biểu mô tế bào gan nhé. Thế thì đối với bệnh nhân này, nếu như mà ở cơ sở y tế có điều kiện thì bệnh nhân này rất nên được chụp cộng hưởng từ, bởi vì bệnh nhân này có một cái nốt bé chỉ có 9mm ở bên gan phải thôi. Và cái thứ hai nữa là trên chụp cộng hưởng từ ấy, nó sẽ có một cái pha, nếu mà bạn nào I6 rồi đúng không? Nếu mà bạn nào bạn mà thích chẩn đoán hình ảnh chẳng hạn thì mình có thể vì mình đọc thêm, đấy gọi là pha diffusion. Thì cái pha diffusion này rất là nhạy trong việc phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan. Thì cái này nó là một cái lợi điểm so với chụp các lớp vi tính. Thế bây giờ một bạn thì có nói đến câu chuyện là sử dụng bộ ba xét nghiệm đúng không? Là bộ ba xét nghiệm alpha FP này, alpha FP L3 và PIP-K2. Rồi. Thế thì nếu mà các em quan tâm các em có thể đọc, tức là gì? Alpha FP nó gồm có ba thành phần, ba cái thành phần chính, chứ nó cũng không phải chỉ có một mình alpha FP. Nó gồm có ba loại và người ta chia là L1, L2, L3 là theo cái ái tính gắn với lexitin. Thế thì bình thường cái tỷ lệ của alpha FPL3 này nó rất là thấp. Nhưng mà ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan thì cái alpha FPL3 này này nó mới biểu hiện nhiều, tỷ lệ nó tăng. Thế còn cái PIP-K2 nó là một cái loại protein bất thường được hình thành ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thằng PIP-K2 này ý, đó là thường là nó sẽ tăng trong những trường hợp mà có vi di căn hoặc là huyết khối. Chính vì thế nên nó rất là nhạy. Nhưng có những bệnh nhân alpha FPL hoàn toàn bình thường, nhưng mà nếu em làm bộ ba xét nghiệm này em thấy PIP-K2 tăng rất cao thì cẩn thận, nó có thể là gì? Có nhiều những cái nốt nhỏ ở trong gan, hoặc có thể nó đã di căn vào một cái mạch máu nhỏ nào đấy mà trên phim chụp các lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ ấy, mình không có phát hiện ra ngay được. Thế tiếp tục này. Khi mà hồi nãy mình có nói đến câu chuyện là sàng lọc đúng không? Sàng lọc ung thư gan, thì sàng lọc ung thư gan mình sẽ đặt ra là khi mà ở trên những cái đối tượng nguy cơ cao, ví dụ bệnh nhân này sơ gan là tính là đối tượng nguy cơ cao rồi. Vậy thì sàng lọc ung thư biểu mô tế bào gan là mình dùng có hai thứ thôi, là siêu âm cộng alpha FP. Bây giờ ở bệnh nhân này alpha FP hoàn toàn bình thường, nhưng siêu âm bụng xuất hiện khối ở trong gan, đúng không ạ? Vậy thì
Như vậy là sàng lọc xong phát hiện phối rồi thì mình sẽ phải suy nghĩ đến câu chuyện chẩn đoán xác định. Vậy thì em sẽ chọn một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Thì ở đây tôi có gợi ý là mình nên chọn chụp cộng hưởng từ. Thế còn trong điều kiện mà mình không có chụp cộng hưởng từ thì mình sẽ chọn là gì? Chụp gì? Các lớp vi tính ổ bụng. Thế nhưng bây giờ nó sẽ nảy sinh ra tình huống là bây giờ em làm bộ 3 test sàng lọc ung thư sớm bình thường đi. Thế nhưng mà bây giờ trên phim chụp các lớp vi tính chẳng hạn, hoặc là trên phim chụp cộng hưởng từ của em mà hình ảnh không điển hình. Vậy thì với những cái trường hợp này mình sẽ làm tiếp như thế nào? Thì trong những cái trường hợp như thế mình sẽ phải chọc tế bào. Tuy nhiên ở bệnh nhân này có một điểm mà mình phải lưu ý, đấy là bệnh nhân này có dịch ổ bụng. Khi mà bệnh nhân có dịch ổ bụng nhá, thì mình sẽ không thể tiến hành chọc tế bào sinh thiết được. Lý do là bởi vì nó có hai nguy cơ, hai yếu tố nguy cơ. Một ý, đấy là yếu tố nó gọi là tract seeding. Tract seeding có nghĩa là di căn theo vết kim. Khi mà em sử dụng chọc tế bào hoặc là sinh thiết ý, chọc tế bào tức là em sẽ sử dụng một cái xi lanh áp lực âm, xong rồi em dùng một cái kim chọc vào khối u gan và em hút chân không áp lực âm ở cái piston đấy và em rút ra. Sau đấy thì em xịt cái xi lanh vào trên cái phiến đồ tế bào và mình quét, mình đi làm tế bào. Thế thì khi mà mình hút chân không như vậy thì khi mà mình rút cái kim ra là nó có cái nguy cơ là ở đầu kim ý, nó có cái tế bào ung thư. Thì khi mà có cái dịch ổ bụng thì nó rất là dễ là gì? Nó gọi là gì? Gieo rắc tế bào ung thư ở đầu kim vào ổ bụng. Mặc dù là cái này thì không phải là biến chứng hay gặp, tuy nhiên là đối với chọc tế bào hoặc là sinh thiết thì cái này nó có thể gặp từ 1-2%, tức là tỷ lệ cũng không nhỏ. Thế cái biến chứng thứ hai đấy chính là biến chứng chảy máu. Khi mình chọc vào gan, đúng không ạ? Thì nó có một cái nguy cơ là gì? Mình có thể xuyên qua một cái mạch nào đấy hoặc là xuyên vào đúng cái mạch của cái khối u ấy. Thế thì nó dẫn đến câu chuyện là chảy máu. Thế nếu như một bệnh nhân em chọc tế bào gan hoặc em sinh thiết gan mà ngay từ đầu người ta không hề có dịch ổ bụng một tí nào cả, thì nếu như sau khi em chọc xong mà bệnh nhân xuất hiện đau và bệnh nhân có dịch ổ bụng thì mình rất dễ chẩn đoán cái này chính là gì? Là chảy máu ổ bụng sau khi mà sinh thiết hoặc là chọc tế bào gan. Còn nếu như mà mình thấy là gì? Bệnh nhân là có dịch ổ bụng trước rồi, thì nếu như mà bệnh nhân có xuất huyết là mình chịu, mình không biết, mình không đánh giá được là cái lượng dịch nó tăng hay nó giảm. Chính vì vậy nên người ta sẽ không có bao giờ mà người ta chọc tế bào hoặc là người ta sinh thiết khi mà bệnh nhân đang có dịch ổ bụng cả, mà người ta sẽ điều trị cho bệnh nhân hết dịch ổ bụng rồi thì người ta mới tiến hành người ta thăm dò tiếp. Đó, vậy thì ở bệnh nhân này nó sẽ có một số điểm lưu ý như thế nhá. Trước khi mà mình đi tiếp này. Bây giờ ok. Bây giờ lại chiếu slide nhá. Chiếu slide thì đây, các em có thể đọc cái kết quả chụp MSCT ổ bụng của bệnh nhân. Có đọc không? Có đang đọc không? Alo? Có ạ. Có ạ. Sao, có ý tưởng gì không? Nào, bây giờ nhá, mình sao, thấy bệnh nhân này đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan không? Hay là mình còn phải thăm dò tiếp? Bệnh nhân này đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan không?
Thế chưa chưa đủ tiêu chuẩn ạ. Bệnh nhân này đủ tiêu chuẩn rồi nhá. Bệnh nhân này nhá, là như vậy, cái này có tính chất này là đủ tính chất để chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan rồi. Thứ nhất là có hai khối ở trong gan, hai nốt ở trong gan đúng không ạ? Tuy nhiên là ở đây chú ý nhá, cái vị trí nó khác này. Bệnh nhân này ở trên phim chụp MSCT, MSCT và CT khác nhau thế nào? MSCT lớp cắt mỏng nhá. Thì đối với bệnh nhân này MSCT là thấy hai khối trong gan thật nhưng mà hai khối đều ở gan trái. Hạ phân thủy 2 3 4 đều là gan trái. Trong khi cái nốt mà ở gan phải là hiện tại không nhìn thấy trên MSCT. Thì đấy là điểm 1. Nhưng mà lại nhìn thấy một cái nốt khác của gan trái thì nằm ở tức là hai nốt ở bên gan trái. Thì nó có tính chất một là ngấm thuốc nhanh thì động mạch này, cái này tức là worst in rõ đúng không ạ? Cái thứ hai là hồi nãy là gì? Nó phải thải thuốc nhanh thì tĩnh mạch thì nó mới là gì? Thì nó mới là ung thư gan. Ở đây thì chắc là hơi lan tan cái câu chuyện là thải thuốc thì muộn, giới hạn rõ đúng không? Nhưng mà đôi khi ấy, đối với những cái khối ung thư gan ấy, nó cũng có thể cái thải thuốc thì tĩnh mạch ấy, nó cũng có thể là thải thuốc thì muộn, bởi vì nhiều khi nó phụ thuộc vào cái tốc độ tiêm của mình nữa. Cái này thì có tình trạng chú ý tiếp nhé, tình trạng tam tĩnh mạch cửa khá là nặng nề, tĩnh mạch cửa giãn rất là to, 16 mm thôi. Bình thường tĩnh mạch cửa là gì, dưới 1 cm nhé, bây giờ tĩnh mạch cửa đến 16 mm. Thì cái này là gì, mình phải rất chú ý đến câu chuyện là gì, phải cho bệnh nhân này soi lại. Mình sẽ phải cho bệnh nhân này soi lại để đánh giá cái giãn tĩnh mạch thực quản và giãn tĩnh mạch phình vị. Bởi vì không thể điều trị ung thư gan nếu như mà mình không kiểm soát được cái xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân này thì rất nhiều dịch tự do thì được rồi. Nhưng bệnh nhân này có gì, sỏi thận đúng không ạ? Có thể đây chính là sỏi thận gây giãn đài bể thận, cho nên đây là lý do vì sao mà mình thấy bệnh nhân này có cái nhiễm trùng tiết niệu. Và cái nguyên nhân mà sốt nhiễm trùng của bệnh nhân này thì nhiều khả năng nó chính là nhiễm trùng tiết niệu chứ không phải là nhiễm trùng dịch của bụng. Rồi. Thế bây giờ nhá, hôm nay thì sẽ không kịp để giảng tiếp phần điều trị của bệnh nhân này. Thì thứ tư tuần sau về Bạch Mai sẽ giảng tiếp nếu mà các em đi học được. Thế còn nếu mà các em không đi học được ý, thì chắc là mình sẽ lại giảng qua Zoom. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một số câu hỏi nhá, để các em suy nghĩ này. Bây giờ mình đã đi lượt qua được cái tiến triển bệnh của bệnh nhân này rồi. Vậy thì mình sẽ điều trị tiếp như thế nào? Ở đây gợi ý có mấy thứ này. Thứ nhất là tình trạng nhiễm trùng. Các em sẽ điều trị bằng gì? Bằng loại kháng sinh nào? Đường tiêm hay đường uống? Lý do tại sao? Nhá, đấy là điểm 1. Điểm thứ hai là tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân này. Thì bây giờ mình sẽ phải cho soi dạ dày đúng không? Bây giờ cứ coi như là soi dạ dày của bệnh nhân này chưa làm được đi. Thế thì mình sẽ phải đặt ra các tình huống là nếu soi dạ dày mà có giãn tĩnh mạch thực quản thì làm gì? Nếu có giãn tĩnh mạch phình vị thì làm gì? Đó. Và cho thuốc như thế nào? Đấy là câu số 2 nhá. Câu số 3, bệnh nhân này có cổ trướng đúng không ạ? Bây giờ lại còn tràn dịch đa màng, phổi một chút, từ chân. Vậy thì câu hỏi đặt ra là em có chỉ định điều trị lợi tiểu cho bệnh nhân này hay không? Nếu điều trị lợi tiểu thì mình sẽ ưu tiên sử dụng nhóm nào? Câu hỏi thứ tư đó là gì? Dự phòng nhiễm trùng dịch cổ trướng của bệnh nhân này như thế nào? Bây giờ chưa nhiễm trùng đúng không? Nhưng mà vẫn phải dự phòng. Thì dự phòng như thế nào? Câu thứ năm, đấy là tình trạng ung thư biểu mô tế bào gan của bệnh nhân này. Thì mình sẽ làm gì? Thì hồi nãy tôi còn nói với các em câu chuyện là bệnh nhân này mình không chọc, không sinh thiết gì, có đúng không ạ? Có bạn gợi ý là làm bộ ba marker, nhưng mà thôi được rồi, bây giờ chưa biết bộ ba marker như thế nào, nhưng ít nhất là với kết quả MSCT này thì chúng ta có thể khẳng định cái này là ung thư gan rồi. Vậy thì nếu mà với ung thư gan như thế này thì bây giờ là đang có dịch ổ bụng, mình sẽ điều trị cho đến khi hết dịch ổ bụng. Nhưng hết dịch ổ bụng rồi thì mình sẽ lựa chọn điều trị tiếp là gì? Nếu mà theo phân loại Barcelona thì các em sẽ xếp là Barcelona mấy, và với cái giai đoạn Barcelona đó thì các em sẽ chỉ định điều trị như thế nào? Đó. Thế thì hôm nay hiện tại mình sẽ dừng lại ở đây. Có 5 câu hỏi như vậy. Có kịp nhớ không? Có cần phải type lại không? Sharing. Có còn nghe không? Có. Ừ, có nhớ không? Thứ nhất nhá, là kháng sinh này. Thứ hai này là câu chuyện liên quan đến lợi tiểu này. Thứ ba này là câu chuyện liên quan đến sự khó xuất huyết tiêu hóa này. Thứ tư này là vấn đề liên quan đến dự phòng nhiễm trùng dịch cổ trướng này. Thứ năm này
là điều trị ung thư biểu mô tế bào gan như thế nào. Đó, đây nhá, có 5 câu hỏi này. Thì buổi sau các em có thể chuẩn bị một bệnh án khác. Chúng ta, nếu mà các em đi học được thì chúng ta sẽ học một bệnh án khác. Và trước đó thì chúng ta sẽ trả lời, trước khi mà vào bệnh án mới đấy thì chúng ta sẽ trả lời 5 cái câu hỏi này. Kịp ghi lại không? Dạ có. Ừ, rồi ok. Vậy thì buổi hôm nay tạm dừng ở đây đã nhá. Cô thì đang sẵn về cái phần cận lâm sàng ấy, thì cô cho em hỏi một cái là em thấy trong sách cái phần chẩn đoán ấy, thì họ có tiêu chuẩn theo Bộ Y tế hoặc là theo Hội Gan Mật Châu Âu ấy, thì bây giờ nếu như em thấy cái tiêu chuẩn Hội Gan Mật Châu Âu thì họ không cần dùng đến cái alpha FP, thì bây giờ trên lâm sàng thì mình sẽ dùng cái tiêu chuẩn nào để chẩn đoán cô? Bộ Y tế hiện tại thì vẫn sử dụng alpha FP, hoặc là, nhưng mà thật ra lý do mà mình vẫn dùng alpha FP thì nó cũng có một cái đặc biệt, tức là khu vực châu Á Thái Bình Dương ấy, hoặc là Nhật ấy, khu vực châu Á thì mình vẫn dùng alpha FP, hoặc là bộ 3 marker alpha FP, alpha FP L3 và PIK2. Vì sao? Tại vì nó có một điểm thế này. Châu Âu với châu Mỹ người ta không dùng bởi vì cái chụp chẩn đoán hình ảnh của người ta quá tốt. Cái chụp các lớp vi tính hoặc là chụp cộng hưởng từ của người ta ấy làm vô cùng là kỹ, và cái khả năng phát hiện được những cái nốt rất là bé, nó rất là nhạy. Thế còn trong điều kiện cơ sở y tế của mình ý, thì đôi khi là cái chất lượng máy với cả cái kinh nghiệm của bác sĩ đọc nó làm sai lệch đi cái kết quả chụp chẩn đoán hình ảnh. Rất nhiều bệnh nhân là mình phải tự chủ động đọc phim, và nếu mình nghi ngờ thì mình phải hội chẩn lại với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, chứ còn có thể là sẽ bị sót. Cho nên nếu như mình chỉ dùng tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh ý, đó, thì nó sẽ rất là dễ bị bỏ sót. Cái thứ hai nữa là về mặt yếu tố kinh tế, bởi vì mình ở cái khu vực gọi là nguồn lực hạn chế, thì mình sẽ thấy là một cái xét nghiệm alpha FP nó khá là rẻ so với đặt một cái câu chuyện là chụp chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ nếu em chụp một cái CT nhưng mà không điển hình là em sẽ chuyển sang chụp cộng hưởng từ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như em chụp một cái CT mà em làm một cái alpha FP mà alpha FP nó đã tăng rồi, đủ tiêu chuẩn rồi, cộng với chụp các lớp vi tính, thì là em automatic em có thể chẩn đoán được rồi. Đó, chính vì vậy cho nên là ở Việt Nam ý, là riêng về cái phần mà sử dụng biomarker ấy, là mình sử dụng tiêu chuẩn mà của khu vực châu Á Thái Bình Dương hoặc là của Nhật, thì họ vẫn sử dụng biomarker ở trong cái chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan, chứ họ không có loại đi giống như là ở Mỹ hoặc là ở châu Âu. Dạ vâng. Cô ơi, trong cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế ạ, thì em thấy là cái tiêu chuẩn số 3 ấy ạ, thì họ có sách có ghi là hình ảnh điển hình trên phim cộng với alpha FP tăng cao nhưng chưa tới 400 cộng với bị nhiễm viêm gan B hoặc C ạ, thì cái mức tăng cao của alpha FP thì mình có thể lấy mốc là bao nhiêu ở dưới 400 đấy ạ? Thường là 200. 200. Đấy là theo tiêu chuẩn của Hội Gan Mật Châu Á Thái Bình Dương. Vâng. Vậy thưa cô là, vậy thì bây giờ nếu mà lâm sàng giả sử như nếu mà một cái bệnh nhân vào với mình mà siêu âm có một cái khối kích thước bé mà mình nghĩ là bất thường ạ, thì nếu như ở Việt Nam như bây giờ thì mình vẫn sẽ chỉ định đầu tay là alpha FP hay là mình cho làm luôn chẩn đoán hình ảnh ạ? Mình vẫn sẽ chỉ định alpha FP và vẫn chỉ định cả chẩn đoán hình ảnh chứ. Alpha FP mình vẫn sẽ sử dụng là alpha FP cộng với một phương pháp chẩn đoán hình ảnh, là em sẽ dùng CT hoặc cộng hưởng từ có tiêm thuốc. Vâng. Trong cái phác đồ của Hội Gan Mật Châu Âu ấy, cô em thấy có cái câu là nếu như sau khi các cái chẩn đoán hình ảnh mà không điển hình ạ, thì mình cho làm sinh thiết. Nhưng mà nếu sinh thiết cũng không điển hình là ung thư hay là cái bệnh lý lành tính mà nó chưa rõ ràng ạ, thì mình sẽ hẹn bệnh nhân là sinh thiết lại trong bao lâu ạ? Nó có cái này cũng đáng lưu tâm này. Tức là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của chọc tế bào hoặc là sinh thiết nhé. Thì mình thì vẫn luôn nói là chọc tế bào hoặc sinh thiết là tiêu chuẩn vàng, đúng không? Giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng. Nhưng mà thật ra không phải là như thế. Bởi vì là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của chọc tế bào hoặc là sinh thiết ý, nó chỉ có 60-70% thôi. Vì sao? Bởi vì em có một cái khối u gan, thứ nhất là nếu mà cái nốt nó rất bé, nó dưới 1cm, thì thường là người ta không chỉ định sinh thiết mà người ta chỉ định chọc tế bào. Nhưng mà chọc tế bào thì nó có thể trúng hoặc không trúng vào cái phần mà có tế bào ung thư. Tương tự như vậy, kể cả một cái khối lớn hơn, kể cả khối 3cm đi chăng nữa, nhưng mà bản chất của cái tế bào ung thư, của cái khối ung thư ấy, là không phải là toàn bộ ở trong cái khối đấy nó đều là tế bào ung thư, mà trong đấy nó sẽ có rất nhiều thứ. Ví dụ đôi khi thì nó là tế bào ung thư này, xong nó lại là tế bào hoại tử, nó lại là cái phần u chảy máu này, vân vân. Thế thì nhiều khi nếu như mà mình sinh thiết mà không có trúng ấy, là mình chỉ lấy được đúng cái chỗ mà có máu hoặc là có tế bào hoại tử thôi, còn lại còn không lấy được vào tế bào ung thư cơ. Vì vậy nên là cái kết quả sinh thiết ý, nó sẽ có mấy thứ. Nếu kết quả sinh thiết trả lời là ung thư biểu mô tế bào gan thì mình có thể yên tâm, đấy là chẩn đoán dương tính đúng. Nếu
cái chẩn đoán là nghi ngờ nhá. Nếu mà chẩn đoán là nghi ngờ thì điều đấy đồng nghĩa với việc em phải chọc tế bào hoặc sinh thiết lần hai luôn. Nếu chẩn đoán là âm tính, tức là chẩn đoán cái này là không nghĩ đến là ung thư biểu mô tế bào gan, nhưng mà bệnh nhân này của em lại có những cái yếu tố nguy cơ khiến em rất nghi ngờ, thì em vẫn có thể chỉ định chọc tế bào hoặc sinh thiết lại, thay vì việc là em đợi 3 tháng hoặc 6 tháng sau để em kiểm tra. Vì sao lại như thế? Ví dụ như này, bây giờ bệnh nhân của em viêm gan B nhiều năm này, gia đình có tiền sử bố mẹ anh chị em ruột đã chết vì ung thư gan rồi, bây giờ có khối ở trong gan, chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ không điển hình, nhưng mà bệnh nhân có tình trạng viêm gan B mạn, đúng không ạ, alpha FP không tăng, bây giờ em chọc âm tính, em chọc âm tính nhưng bệnh nhân của em lại có gầy sút cân chẳng hạn đó, vậy thì nó vẫn có một cái dấu hiệu của cận ung thư mà mình nghi ngờ, mà trong trường hợp đấy lại có tiền sử gia đình chẳng hạn. Thế thì trong cái trường hợp đấy mình sẽ không thể đợi, nếu mà em nói là em đợi 3 tháng, em đợi 6 tháng sau em đi chụp lại, xong rồi nếu không em mới lại sinh thiết, thì gì, em đánh đổi cái nguy cơ là bệnh nhân ung thư gan của em có thể bị chẩn đoán muộn 3 tháng hoặc 6 tháng, thì nó có thể gì, nó đã có một cái nốt mới xuất hiện rồi. Bởi vì thời gian để một cái tổn thương loạn sản trở thành ung thư gan nó là 6 tháng. Trên nền một cái bệnh nhân sơ gan thì nó sẽ xuất hiện các cái tổn thương, các cái nốt loạn sản, thì những cái nốt loạn sản đấy nó lại có thể xuất hiện thành gì, thành ung thư, và cái thời gian đấy nó là 6 tháng. Cho nên là mình ở trong những cái trường hợp nghi ngờ như vậy thì mình sẽ tiến hành chọc tế bào hoặc là sinh thiết lần hai ngay, chứ mình không có đợi đó. Và có những cái bệnh nhân là thậm chí phải làm 2 đến 3 lần nếu bác sĩ vẫn nghi ngờ cái tổn thương đấy là tổn thương ác tính nhá. Thế nó còn có một cái nữa, nếu mà sau này rất là hứng thú với ung thư gan ấy, thì nó sẽ có một cái nữa các em có thể gặp. Đấy là thỉnh thoảng, mà cũng đã có nhóm gặp rồi đấy, tức là đi giảng lâm sàng có nhóm người ta gặp rồi. Nghĩa là gì? Khối ung thư trong gan nhưng mà lại là thể hỗn hợp. Hỗn hợp của cái gì? Hỗn hợp của ung thư biểu mô tế bào gan và ung thư biểu mô tế bào đường mật. Cho nên khi mà sinh thiết ấy, thì cái kết quả sinh thiết lại là gì? Ung thư biểu mô tuyến, chứ không phải là ung thư biểu mô tế bào gan. Đó. Vậy thì trong những cái trường hợp đấy thì mình lại xử lý khác. Nếu mà kết quả sinh thiết nó mà là ra như vậy thì rất phức tạp. Thì mình lại phải soi dạ dày, soi đại tràng này. Và mình sẽ phải tìm hiểu xem là có chụp cộng hưởng từ để đánh giá về đường mật, xem nó có bị giãn đường mật không. Bởi vì nếu mà là nó là thể mix đấy giữa ung thư biểu mô tế bào gan với cả cholangiocarcinoma, thì bắt buộc cái trường hợp này sẽ phải mổ. Và mổ để mà nạo vét hạch xung quanh triệt để, nó sẽ làm mình phải điều trị theo hướng là ung thư đường mật. Đấy. Thế thì nó sẽ có một số cái đặc biệt như vậy để mình luôn luôn nghi ngờ, mình giữ cái câu hỏi ở trong đầu là cái này đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan chưa? Nếu chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư tế bào gan thì làm sao để mình chẩn đoán ung thư sớm đối với ung thư biểu mô tế bào gan? Bởi vì nếu như em bệnh nhân chỉ có một nốt dưới 2 cm nhá, chức năng gan ổn định, thì cái này hoàn toàn có thể lựa chọn các phương pháp điều trị triệt để cho bệnh nhân. Đấy là gì? Là phẫu thuật cắt gan hoặc là gì đốt nhiệt sóng cao tần, thì những cái đấy hoàn toàn là bệnh nhân của em có thể được gọi là cure triệt để hoàn toàn luôn. Thế còn nếu như mình đợi thì mình rất là chấp chới, ví dụ tháng này nó đang là 2,1-2,2 cm, bây giờ mình không chẩn đoán ra được, mình hẹn bệnh nhân 3 tháng 6 tháng sau, đến lúc người ta quay lại cái khối đấy nó có thể là 4 cm 5 cm, thì lúc đấy nó sẽ không còn phù hợp với cái chỉ định triệt căn ban đầu nữa. Hoặc là nếu tự nhiên sau đấy lại xuất hiện thêm một cái nốt nhỏ khác ở một phân thùy gan khác, thì cái lựa chọn điều trị của mình ý, nó bị giới hạn đi rất là nhiều. Cho nên là đối với ung thư biểu mô tế bào gan thì mình phải cố gắng là làm sao mà để mình chẩn đoán hoặc là mình loại trừ được nó sớm nhất có thể nhá. Thế bây giờ phải đi đã, cho nên là tuần sau sẽ trả lời tiếp, có 5 câu hỏi này về ngâm cứu nhá. Thế xong tuần sau mình sẽ bàn bạc tiếp cả về chuyện chẩn đoán với cả điều trị ở bệnh nhân này. Xong rồi nếu mà tuần sau đi học được thì chuẩn bị một bệnh án khác nhá. Tạm biệt nhá. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Em chào cô.